Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay con sẽ hướng dẫn mọi người đếm nhịp từng động tác của bài nhảy, nhịp điệu cha cha cha. Và trong bài nhảy này gồm có hai tổ hợp chính. Và bây giờ con mời mọi người cùng vào bài tập ạ. Tổ hợp thứ nhất. Một, hai, cha cha cha. Hai, hai, cha, cha, cha. Ba, hai, cha, cha, cha. Bốn, hai, cha, cha, cha. Năm, hai, cha, cha, cha. Sáu, hai, cha, cha, cha. Bảy, hai, cha cha cha. Tám, hai, cha cha cha. Tổ hợp thứ hai. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, năm, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, sáu, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bảy, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, tám, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Mẹ có cái mà đâu. Vừa rồi con đã hướng dẫn xong và bây giờ con mời mọi người cùng vào phần khớp nhạc ạ. Nhịp điệu nhịp cha cha cha. Nhịp điệu nhịp ta cha cha. Nhịp điệu nhịp ta cha cha.
chào.